Thư Quỳnh rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Khám phá thành phố trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như xu hướng làm, tặng và treo những bức tranh chữ thập đang dần hạ nhiệt trên thị trường, thì ngày nay những sản phẩm tranh thêu được làm từ những sợi ruy băng đầy màu sắc đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nhất là đối với các chị em phụ nữ. Ngày hôm nay, Thư Quỳnh mời tất cả quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng khám phá vẻ đẹp của những sợi ruy băng được biến tấu độc đáo quý vị nhé. Tranh thêu ruy băng là sự kết hợp giữa nghệ thuật hội họa và nghệ thuật thêu thùa để tạo nên những tác phẩm tinh tế có chiều sâu. Những đường nét nổi bật, ấn tượng do chất liệu ruy băng mang lại càng làm cho hình ảnh của từng bông hoa, cánh hoa, cành lá như nổi 3D trên nền vải lụa, khiến bức tranh thêm thu hút, nổi bật và cũng trông thật hơn. Ngày nay, nghệ thuật thêu ruy băng còn được áp dụng nhiều trong thêu họa tiết quần áo đơn giản, túi xách, giày dép hay bao gối. Kỹ thuật thêu không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của người nghệ nhân mà còn đòi hỏi cả sự sáng tạo trong khâu tạo hình. Nhờ vậy mà có thể tạo nên những tác phẩm thêu khiến người xem thán phục. Ngồi bên cạnh Thư Quỳnh là chị Nga Nguyễn, chủ xưởng thêu Ruy Băng Sài Gòn. Ngày hôm nay thì chị Nga sẽ hướng dẫn cho Thư Quỳnh cũng như tất cả quý vị và các bạn cách làm nên một sản phẩm tranh thêu Ruy Băng là như thế nào. Dạ, em chào chị Nga. Chào Thư Quỳnh. Rất là vui hôm nay được gặp chị Nga. Không biết là cơ duyên nào đã giúp chị Nga gắn bó với công việc tranh thêu ruy băng ạ? Thực ra thì nó cũng không hẳn phải là cơ duyên. Mà mình biết về thêu ruy băng này cũng khá lâu rồi. Nhưng mà cái thời gian đó thì mình cũng đang làm công việc khác nữa cơ. Sau đó 2 năm về đây thì cái lúc mà ở nhà mang bầu sinh em bé, lúc đó rất là rảnh. Rồi với nghĩ về cái tranh thêu này này, với tìm hiểu về thêu ruy băng. Vậy là coi như chị Nga đã gắn bó với công việc tranh thêu ruy băng này hơn 2 năm rồi đúng không chị? Thì không biết là những sản phẩm nào thì mình ứng dụng bằng tranh thêu ruy băng này được ạ? Gần như là tất cả. Ngoài tranh thêu thì quần áo, túi xách, giày dép, rồi như là gối, khăn trải bàn, nói chung là cứ cái gì mà làm bằng vải hay những cái vật liệu nó đừng có cứng quá thì mình có thể lên được hết. Dạ. Với cái tranh thêu ruy băng này mình làm thì có mất quá nhiều thời gian không chị? Thực ra khi mà mình mới tìm hiểu về cái này á thì mình đi từng bước thôi. Thì chắc nó hết tầm 30 phút cho một cái cành này thôi, chứ cũng không có lâu. Bây giờ thì không biết là chị Nga có thể hướng dẫn cho Thư Quỳnh cũng như tất cả quý vị khán giả xem đài cách làm nên một sản phẩm tranh thêu ruy băng được không ạ? Rồi ok. Bây giờ để hướng dẫn Thư Quỳnh thì chắc là mình vẽ một cái cành hoa đơn giản thôi ha. Dạ. Thì hiện nay em thấy trên bàn của mình có rất là nhiều những vật dụng để tiến hành làm tranh thêu ruy băng. Ví dụ như cái khung nè, em thấy ở đây có chỉ, màu. Đúng rồi, cái chỉ mình vẫn phải kết hợp như để làm cái nhụy của bông hoa. Chỉ thì nó sẽ mềm mại hơn là mình đi ruy băng. Em còn thấy một cái kim khâu nhưng rất là to. Cái kim này nó khác với kim đi chỉ, nó to hơn để mình sâu sợi ruy băng cho nó dễ. Dạ. Bây giờ bước đầu thì mình đi cành trước ha. Là bây giờ mình bắt đầu đi đến ruy băng rồi đúng không chị? Rồi, cái này là mình sâu sợi ruy băng, vát sợi ruy băng. Bây giờ có hai cái lá thì Nga đi trước một cái lá cho Thu Quỳnh ha. Dạ. Cái ruy băng này nó có hai mặt, một mặt bóng và mặt mờ. Thì mình đi một mặt thôi, chỉnh cho nó đều thành một mặt thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, đâm ngược lại để cho nó có cái độ nhọn. Em thấy nó bắt đầu hình thành chiếc lá rồi, bồng bềnh rồi. Mình thêu xong ha. Mình cũng thắt cái mối nút lại như cái chỉ lúc nãy để cho nó khỏi tuột. Bắt đầu từ ngoài đi vào đúng không chị? Đúng rồi. Và mình xoay, vừa xoay vừa kéo. Vừa xoay vừa kéo. Lúc đầu thấy chị Nga làm em thấy có vẻ hơi khó, nhưng mà bây giờ khi mà thực tập thì em lại cảm thấy nó rất là đơn giản. Bây giờ em đã xong cái mũi cuối rồi thì bây giờ mình sẽ thắt nút lại. Cũng chỉ là mũi lên mũi xuống thôi. Bên mình thì trong quá trình làm mình cũng đã quay lại hết tất cả các video hướng dẫn các loại hoa, nên có đưa lên YouTube để cho mọi người cùng xem.
Chắc bây giờ em phải nhờ chị Nga Nguyễn nhận xét về những bông hoa mà em vừa mới thực hiện xong. Những cái bông hoa này á, Thu Quỳnh theo cũng rất là đẹp rồi. Yeah. Nó chỉ cánh nó cũng chưa có được đều thôi, còn độ bồng cũng rất là đẹp. Cái này cũng nhìn cũng khá là xinh xắn rồi. Cảm ơn chị Nga Nguyễn đã hướng dẫn cho em cách làm nên những cái bông hoa bằng ribbon rất đẹp mắt như thế này. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Thu Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình Khám phá thành phố trẻ lần sau.